Thưa quý vị, thời tiết bất lợi đã khiến cho sản lượng vải thiều năm nay của các vùng vải lớn như Bắc Giang, Hải Dương chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Dự tính toàn tỉnh thị trường này sẽ có thể thất thu đến hàng nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, sản lượng vải năm nay đạt khoảng 200.000 tấn, giảm khoảng 50% so với năm ngoái. Trong đó, Bắc Giang đạt khoảng 100.000 tấn, bằng 50% so với năm trước. Hải Dương đạt khoảng 45.000 tấn, bằng 77% so với năm trước. Riêng Hưng Yên chủ yếu trồng loại vải sớm nên sản lượng tương đương với năm ngoái. Theo Cục Trồng trọt, nguyên nhân sản lượng vải giảm do ảnh hưởng của thời tiết bất thường. Từ cuối năm ngoái đến nay, do ảnh hưởng của El Nino, nắng nóng diễn ra gay gắt trên diện rộng nên nhiệt độ trung bình năm nay cao hơn 1,5 độ C so với bình quân nhiều năm. Các đợt rét đến muộn kèm theo mưa nhỏ kéo dài, độ ẩm không khí cao làm cho tỷ lệ ra hoa của vải thiều thấp. Trước tình hình này, các địa phương như Hải Dương, Bắc Giang đã tích cực làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu, chuẩn bị các điều kiện về sơ chế đóng gói, công nghệ bảo quản, phục vụ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Canada, Australia, châu Âu, Nhật Bản, Thái Lan. Năm nay, với việc sản lượng vải giảm đến 50%, có thể khiến các địa phương hụt thu cả nghìn tỷ đồng. Thưa quý vị, sau đà tăng giá thời gian qua, giá mặt hàng cà phê tại Tây Nguyên hiện đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm qua, giá cà phê đã giảm 3.000 đồng một kg. Giới chuyên gia cho biết giá cà phê dù có biến động nhưng vẫn ở mức cao và người trồng vẫn có lãi cao. Điều bà con cần làm hiện nay là tập trung chăm sóc diện tích hiện có để tăng năng suất cho cây cà phê. Dự báo giá cà phê những ngày tới thị trường trong nước sẽ tăng nhẹ trở lại. Thị trường cà phê những ngày qua liên tục biến động mạnh, khó xác định xu hướng. Đà tăng giá hiện nay chủ yếu đến từ việc giới đầu tư gia tăng lo ngại trở lại đối với triển vọng nguồn cung từ Brazil và Việt Nam. Khả năng sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam trong niên vụ 2024-2025 sẽ thấp nhất trong 13 năm với chỉ khoảng 24 triệu bao. Điều này đang làm tăng nhu cầu cà phê dự trữ thế giới. Dự đoán cũng cho thấy có thể thiếu cà phê Robusta trên toàn cầu với khoảng 4,6 triệu bao. Diễn biến mới từ thị trường nông sản. Thưa quý vị, thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VPA cho biết tính đến hết tháng 4, quế đã mang về cho nước ta hơn 65 triệu đô la Mỹ với gần 22.400 tấn quế. Còn theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, cho biết rằng tổng sản lượng quế của Việt Nam đạt hơn 41.400 tấn, chiếm 17% sản lượng toàn cầu và là nước xuất khẩu đứng đầu thế giới. Xét về nhu cầu thị trường, hàng năm trên toàn cầu, nhu cầu về quế đang tăng nhanh, khoảng từ 8% đến 12% đã khiến giá quế ngày càng tăng cao, nhất là từ năm 2016 đến nay. Trong khi đó, loại cây này vốn chỉ được trồng tại một số ít quốc gia, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia. Đây cũng là loại cây gia vị lâu đời nhất trên thế giới. Trữ lượng vỏ quế Việt Nam ước tính khoảng 900.000 đến 1 triệu 200.000 tấn. Sản lượng thu hoạch bình quân 70.000 đến 80.000 tấn mỗi năm. Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, hiện diện tích trồng quế ở Việt Nam cũng đang mở rộng và phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Do vậy, nếu không có những định hướng kịp thời, sẽ có nguy cơ đối mặt với những vấn đề phát triển không bền vững. Cần nhanh chóng đầu tư giảm dần các sản phẩm thô, canh tác truyền thống để tăng cường các sản phẩm chế biến chuyên sâu có giá trị cạnh tranh cao hơn, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị. Thưa quý vị, năm 2024, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 180 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP. Chương trình năm nay đặt mục tiêu nâng cấp, chuẩn hóa, hoàn thiện ít nhất 100 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, có ít nhất 10 sản phẩm OCOP 4 sao, trong đó có một sản phẩm đề nghị Trung ương công nhận đạt OCOP 5 sao, ghi nhận của Nông nghiệp 24 giờ. Trong số các địa phương tham gia chương trình OCOP tỉnh Khánh Hòa năm 2024, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh đăng ký nhiều sản phẩm. Mỗi địa phương có từ 37 đến 38 sản phẩm. Thành phố Nha Trang và các huyện khác gồm Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Sơn, Khánh Vĩnh đăng ký từ 18 đến 24 sản phẩm. Bên cạnh các sản phẩm quen thuộc như xoài, dừa, khoai sáp, hàu, mật ong, còn có nhiều sản phẩm đã qua chế biến được sấy khô, sấy thăng hoa trên quy trình công nghệ hiện đại. Số lượng sản phẩm năm nay rất là nhiều. Và một cái điểm mới nữa là năm nay thì có đăng ký cái xây dựng OCOP cho cái điểm du lịch cộng đồng tại làng nghề Soi Trầm Hương của thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng. Thì, với mục tiêu là giữ gìn cái nét văn hóa truyền thống của cái làng nghề và tạo nên những cái điểm du lịch cộng đồng, điểm du lịch nông thôn. Năm nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 96 chủ thể tham gia chương trình OCOP, gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Khi mà tham gia OCOP thì doanh nghiệp tin rằng OCOP là một cái giống như là một cái bảo trợ của nhà nước dành cho cái sản phẩm, ngoài cái việc mà họ có thể chuẩn hóa để họ xuất khẩu và đem ra
gọi là trên thị trường thương mại, thì nó còn là một cái niềm tin rất là lớn đối với khách hàng khi mà họ tiếp cận với sản phẩm. Năm nay, tỉnh Khánh Hòa khuyến khích các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về giá trị văn hóa, lợi thế của địa phương, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề, dịch vụ du lịch như làng nghề soi trầm hương ở thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, dịch vụ du lịch cộng đồng trải nghiệm xứ xoài Cam Lâm, mô hình du lịch nông nghiệp ở trang trại dừa xiêm hữu cơ Phượng Hoàng Farm, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, dịch vụ du lịch sinh thái vườn ao chuồng, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, dịch vụ du lịch sinh thái tham quan trồng và chế tác trầm hương, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, điểm du lịch sinh thái xã Bình Lập, thành phố Cam Ranh. Địa phương quan tâm tới với những cái lĩnh vực mới nhất trong cái OCOP, đó là cái OCOP du lịch như vậy. Và để phát triển sâu hơn cái vấn đề thị trường trong và tương lai là ngoài nước, thì chúng ta càng đi vào sâu vào những cái nội hàm của OCOP sản phẩm địa phương. Trước mắt là phối hợp với ngành du lịch của tỉnh nhà để từ đó làm cái nền tảng để lan tỏa ra cái nền thị trường nước ngoài. Theo lộ trình, các sản phẩm sẽ được đánh giá phân hạng đợt 1 vào khoảng tháng 8 và tháng 9, đợt 2 vào khoảng cuối năm 2024. Năm nay, ngân sách tỉnh Khánh Hòa dành hơn 13,6 tỷ đồng, hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm như thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm, đăng ký mã số, mã vạch, tem điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, xây dựng website, câu chuyện sản phẩm, hệ thống quản lý chất lượng HACCP Việt Gáp. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, vùng hội tụ gió trên mực 1.500m có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, nên trong tháng nay thì ở khu vực Bắc Bộ, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 cho tới 30mm, có nơi thì trên 50mm. Tuy nhiên, ban ngày trời nắng ráo và nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 26 cho tới 34 độ. Dự báo ngày mai 27 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5, Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón thêm một đợt mưa trên diện rộng nữa. Còn tại miền Trung, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên thì có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến ở ngưỡng từ 35 cho tới 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 60 cho tới 65%. Dự báo từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên thì sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 cho tới 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 cho tới 55%. Xuôi xuống thời tiết tại Nam Bộ, khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay và ngày mai thì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ở mức từ 35 cho tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến thấp nhất từ 55 cho tới 60%. Từ ngày 28 tháng 5 thì nắng nóng ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Chuyển sang hình thái thời tiết ở trên biển, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển trên thì đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Thưa quý vị, thời tiết mưa nắng thất thường khiến cho cây vải bị hiện tượng nứt quả. Điều kiện thời tiết bất lợi, mưa nắng diễn ra thất thường làm cho phần quả vải dễ bị nứt ra và làm lộ cùi quả. Điều này thì sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng quả bị kém, sản lượng sau khi thu hoạch giảm đáng kể và không đủ đáp ứng được những tiêu chí xuất khẩu cũng như là sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Vải bị nứt quả tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn và côn trùng gây hại dễ dàng tấn công và làm cho quả bị thối cũng như là rụng sớm. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trừ hiện tượng này cho cây, cụ thể như sau. Sau mỗi vụ thu hoạch thì bà con cần phải cắt tỉa, tạo tán thông thoáng, bón phân vi sinh hữu cơ và thúc đẩy tăng trưởng rễ tơ mới. Cần có các biện pháp thoát nước nhanh khi mà gặp mưa lớn cục bộ. Chống mưa axit cho vườn vải đang trong thời kỳ phát triển quả bằng cách là sử dụng phân bón qua lá phun trước mưa hoặc là sau mưa cho cây. Và như thường lệ, trong phần cuối sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý cho các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.